Trung Quốc và châu Âu là hai cường quốc có ảnh hưởng toàn cầu, hai thị trường rộng lớn và hai nền văn minh vĩ đại. Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Na Uy, Anniken Huitfeldt trong chuyến thăm Na Uy hôm 12 tháng 5. Chiến tranh lạnh là bi kịch đối với nhân loại. Một cuộc chiến tranh lạnh mới sẽ chỉ mang đến thảm họa lớn hơn, gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của người dân Trung Quốc và châu Âu cũng như phần còn lại của thế giới. Đồng thời làm suy yếu chủ nghĩa đa phương và quản trị toàn cầu, ông Tần Cương nhấn mạnh. Theo Ngoại trưởng Tần Cương, Trung Quốc và châu Âu nên phản đối việc tách rời kinh tế. Trung Quốc là đối tác của châu Âu trong việc giải quyết rủi ro và thách thức. Những gì Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu và toàn thế giới là sự đảm bảo cho điều đó, ông Tần Cương cho hay. Cả Trung Quốc và châu Âu nên cùng nhau duy trì hướng đi đúng đắn của toàn cầu hóa kinh tế, tăng cường phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô, khai thác tiềm năng hợp tác, giải quyết đúng đắn các mối quan tâm và cùng nhau duy trì sự ổn định, cũng như đảm bảo thông suốt của chuỗi cung ứng. Ông Tần Cương cũng nói rằng Trung Quốc và châu Âu nên tôn trọng và ủng hộ con đường phát triển của các quốc gia khác nhau do người dân của họ lựa chọn. Trật tự quốc tế thời hậu chiến phải được bảo vệ và chủ nghĩa đa phương chân chính phải được duy trì, ông nói. Các quan chức Liên minh châu Âu-EU, trong đó có cả Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh đến giảm thiểu rủi ro với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, thay vì tách rời hoàn toàn. Hôm 9 tháng 5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng cho biết EU phải giảm thiểu rủi ro trong quan hệ với Trung Quốc, không cắt đứt quan hệ với quốc gia châu Á. EU nhận thức được sự chuyển biến này và đang phản ứng tương ứng. Tôi đồng ý với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen rằng chúng ta không nên nhắm đến việc tách rời mà nên giảm thiểu rủi ro một cách thông minh, ông Olaf Scholz cho biết thêm. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.